Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên một con app rất là cũ và lâu nhưng là uy tín nha các bạn. Con app đó có tên là Bitstamp để kiếm thật là nhiều điểm nha các bạn, thủ thực để kiếm nhiều khảo sát nha các bạn. Rồi thì mình sẽ cho bằng chứng các bạn xem nè, mình đã rút về nha các bạn. Nha các bạn, bằng chứng là mình đã mới rút về con Bitcoin token nè các bạn, 5 đô nữa nè các bạn. Nè phụ của mình các bạn. Rồi mình thoát ra đi. Đầu tiên các bạn lên Seed Lay hoặc là App Store tải về BitToken, hoặc là mình có đây đường link với đó, hoặc đây đường link như mình các bạn. Bạn tải về một con app BitToken. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nha các bạn. Con này nó có hơi bứt rứt cái dòng này chút xíu rồi. Nhưng mà con này một tháng các bạn kiếm được khoảng vài chục đô được. Các bạn đầu tiên thì các bạn check in kiếm điểm các bạn, rồi các bạn vô làm khảo sát nha các bạn. Việc là khảo sát thôi, mình làm cái hai cái rồi mình cho các bạn hướng dẫn, các bạn đăng ký xong nha các bạn. Các bạn nên chọn Z nhiều hơn No nha các bạn, nó mới có khảo sát nha các bạn. Các bạn chọn No là không có khảo sát nhiều đâu. Còn bao nhiêu điểm này thì bà được 3 điểm mấy đấy nè các bạn. Rồi các bạn vô chỉ việc kiếm điểm để vút qua Z nè các bạn, nó cộng điểm nữa nè. Rồi nha các bạn xuống tự tìm hiểu chơi nha các bạn, vì mình không có mất thời gian nên mình không có làm nha các bạn. Rồi các bạn lướt qua ba dấu gạch nè các bạn, các bạn xuống đây cho bạn lập chữ tem nè các bạn. Ủa lộn các bạn ơi, lâu quá, lâu mình chơi này lâu quá mình cũng hơi quên. Các bạn qua chị team chứ, chị team con này nó gì đấy, nó bước chút xíu rồi. Các bạn qua chữ chị team này các bạn, tin rồi các bạn. Rồi các bạn vô mục tiêu này các bạn, mình lâu quá mình cũng quên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô coi chữ continue nha các bạn tạo lên một cái team nha các bạn, tạo team cho mình nè. Như tên là mình đặt tên KTH đi. Rồi bạn nào có tham gia cái team này thì tham gia nha các bạn, tìm cái team này tham gia với mình nha các bạn. Đó. Rồi các bạn nào có chơi thì tham gia cái này là mình kiếm điểm thêm nha các bạn nè. Mình khuyên các bạn chơi con BitToken này thì phải tạo một cái team nữa mình kiếm điểm thêm nha các bạn. Sau khi rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền luôn các bạn. Các bạn bấm nút vào nút redeem nè. Con này chơi 30 ngày nó mới cho rút tiền nha các bạn. Các bạn nào mới 30 ngày nó cho tiền. True health minimum up 6.000 boy mới được 21 của UD nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đủ sân boy, các bạn bấm vào chữ continue là các bạn rút tiền nha các bạn. Rút về PayPal nha các bạn. Bạn nào chưa có PayPal thì cứ để lại comment dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha bạn. Tết cũng sắp đến này.